Máy may Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy brazier. Đấy, đầu tiên sử dụng bên hông máy nó có dây nguồn này. Mình rút nó ra, cắm vào cục đội nguồn, điện chạy điện 110V nhá. Đấy, cái này rất là quan trọng luôn. Đấy, mình bật công tắc lên. Bên máy này nó có hai cái công tắc, một công tắc của đèn, một công tắc nguồn. Đấy, mình bật nó lên cả luôn cũng được. Đầu tiên là hướng dẫn đánh suất trị, thì đây là cái suất này. Đấy, mình cắm vào cọc suất trên này. Cọc suất nằm phía bên bên trái, mình cắm vào này. Đi chỉ đánh suốt này thì có thể đi theo cái sơ đồ nẹt đứt ở trên này, hoặc là mình vắt chéo qua cái con ốc này tường trước ra đằng sau. Đấy. Vắt chéo này tường trước ra đằng sau này. Đấy, vắt chéo tường trước ra đằng sau một vòng là được nhé, theo chữ alpha, rồi quấn quanh suốt theo chiều kim đồng hồ tầm 5-6 vòng như đấy. Đấy, sau khi quấn xong thì mình gạt cọc suốt này về phía bên phải. Suốt này nó có hai chế độ bên trái và chế độ bên phải. Chế độ bên trái là để may, bên phải là đánh suốt. Đây, gạt đi gạt lại. Đấy, mình gạt bên phải để đánh suốt nhé. Sau đó mình ấn nút tắt bật ở đây. Đấy. Thì trên máy thì bên mình có ghi các cái chức năng của máy ở trên này đây. Máy thì có các đường may cơ bản và trang trí ở trên này. Khi nào đánh đầy rồi thì mình ấn dừng lại, gạt nó về phía bên trái, rút nó lên. Còn bây giờ là hướng dẫn đi chỉ may này. Đầu tiên để đi chỉ may thì mình nâng cái cần, nâng hạ chân vịt lên. Đấy, có cái cần này, cần nhựa bên này. Đấy, mình nâng lên, chân vịt trạng thái nâng này. Đấy, bước này rất là quan trọng luôn. Đấy, tiếp theo mình đi theo những cái sơ đồ ở trên này. Đấy, 1, 2, 3 đây. Đấy, 1 này, đi theo cái sơ đồ nét liền đấy. Đấy, một cho nó gài xuống hẳn xuống như này. Đấy, hai này, hai đi thẳng xuống này. Đấy, đi thẳng xuống ba này, ba vòng đi lên này. Đấy, bốn này, bốn là phía trên này đây. Trên này thì ở trong này nó vẽ là vòng từ bên phải qua bên trái, thì trong này nó sẽ có một cái mỏ sắt. Khi mà cái mỏ sắt này kim nó lên xuống thì cái mỏ sắt này nó cũng lên xuống. Đấy, mình quay cái bánh đà này cho cái mỏ sắt này nó quay lên cao, xoay lên cao nhá. Đấy. Sau đó mình vắt từ bên phải qua bên trái cho nó lọt vào hẳn ở trong cái mỏ này. Đấy. Chỉ cần vắt từ bên phải qua bên trái thôi là nó sẽ vào trong. Đấy. Đi xuống 5 này. 5. 6 này, 6 là gài qua cái móc này. Bảy là sâu chỉ qua kim từ đằng trước ra đằng sau. Đấy, thì mình lưu ý lại đi chỉ trên. Đi chỉ trên thì bước quan trọng nhất là nâng chân vịt lên. Đấy, đi chỉ thì mình đi theo cái sơ đồ này. Đấy, đi qua chỗ này thì mình vắt từ bên phải qua bên trái theo cái sơ đồ mũi tên này, qua cái mỏ giật chỉ bằng sắt ở trong này. Đấy, còn xuống tới sâu chỉ qua kim thì mình lưu ý là sâu chỉ từ đằng trước ra đằng sau. Đấy, như thế là đã sâu xong sợi chỉ trên. Bây giờ là suốt ở bên dưới này. Đây là cái suốt lúc nãy mình vừa đánh được. Đấy, thì mình đặt nó lên trên bàn đấy. Đấy. Mình đặt sao cho sợi chỉ thừa nằm phía bên trái này. Cầm quay quay suốt quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, sợi chỉ thừa nằm phía bên trái. Mình để nguyên cái mặt như thế này. Đấy. Mình đưa vào này. Đấy. Lắp nó vào, bỏ trong cái ổ này thôi. Đấy. Rồi gài nó đi theo cái sơ đồ này. Đấy. Đấy, theo cái mũi tên này. Đấy, đi ra ngoài này thì nó có cái dao, mình lấy cái cắt chỉ ở chỗ này, hoặc mình có thể lấy chỉ dưới lên như này. Mình không lấy chỉ dưới lên mà mình để chỗ này thì mình cần phải cắt chỉ sát ở chỗ cái mũi tên này nhá. Đấy, còn lấy chỉ dưới lên thì một lấy chỉ dưới lên giống như các máy bình thường khác thì mình làm thao tác như này, một tay mình cầm sợi chỉ trên như thế này, hơi chếch về phía bên trái, một tay mình quay bánh đà hướng vào lòng mình, quay một vòng thôi, quay đủ một vòng thì kim sẽ từ vị trí cao nhất nó sẽ trở xuống và quay về vị trí cao. Đấy, nó sẽ lấy chỉ dưới lên này. Trường hợp mà nó chưa lên hẳn thì mình cầm sợi chỉ trên mình giật 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 như này là nó lên. Đấy, lên này. Mình rút hẳn cái sợi chỉ dưới lên khỏi cái mặt sắt nhé.
cầm hai tay và hai sợi chỉ cho vào giữa chân vịt, vắt ra về phía đằng sau. Đấy, như thế là đã đi xong sợi chỉ dưới. Đây, sợi chỉ suốt dưới thì nó có cái sơ đồ này. Đấy, thì lưu ý là khi mà mình lắp chỉ vào thì nhớ là gài theo cái rạch này. Đấy. Sau đó thì cắt ở ngoài này. Nếu cắt ở ngoài này thì không cần phải lấy chỉ dưới lên. Còn mình muốn lấy chỉ dưới lên theo cái cách bình thường thì mình làm như vừa rồi. Mình xoay bánh đà. Đấy. Sợi chỉ dưới thì lấy xong mình kiểm tra một lần nữa này. Mình cầm sợi chỉ thừa, mình kéo này, kéo suốt quay theo ngược chiều kim đồng hồ và vắt một nửa suốt ở phía bên trái. Đây, vắt một phần nửa suốt ở phía bên trái như thế này là đúng nhá. Mình đậy cái mặt nhựa này vào. Đấy, cho vải vào. Hạ chân vịt xuống. Khi đi chỉ thì nâng chân vịt lên, khi may thì hạ chân vịt xuống. Đấy, may thì mình chọn những cái đường may ở trên này thôi. Thích đường nào thì mình ấn vào đấy. May đường thẳng. Cái này là điều chỉnh độ rộng zig zag của đường may. Cái này là mau thưa của đường thẳng này. Đấy, cái này là tốc độ nhanh chậm. May thì mình ấn nút thôi. Mình cho tốc độ nhanh lên. Đấy, may xong thì có thể ấn cắt chỉ đây. Đấy, may thêm. Mấy cái đường chặn chân này cũng được. Đấy, dòng này thì chạy rất là êm và không kén vải nhá. Không kén vải, không kén chân vịt. Đấy, chạy một vài đường cơ bản thôi. Đấy, chỉ rất là đều và đẹp. Còn hướng dẫn thay kim này. Thay kim thì mình xoay cái bánh đà cho cái chốt ngang này nó nằm ở tầm tầm ở giữa, cho mình đặt tay vào mình xoay. Mình xoay này lỏng ra. Đấy, một tay mình xoay này, một tay mình giữ kim này nhá. Xong xoay lỏng ra rồi mình rút kim ra. Kim máy may gia đình thì nó có hai phần. Đấy, một phần là mặt tròn này, một phần là mặt vát này, dẹt này. Mặt tròn thì mình hướng về người mình ngồi. Đấy, còn phần vát thì quay ra về phía đằng sau. Đấy, lắp vào thì có thể xoay bánh đà cho kim nó cao lên. Cái trục này nó cao lên tí cho dễ sâu thôi. Lắp vào này. Lắp vào thì mình cho mặt dẹt ra đằng sau, đẩy cao lên hết cỡ, sau đó vặn con ốc này vào. Còn thay chân vịt này. Thay chân vịt thì đầu tiên mình sẽ nâng chân vịt lên. Chân vịt trạng thái nâng này. Đấy, phía sau chân vịt nó có cái gót đen đen này. Đấy, chỗ này này. Mình ấn vào phía người mình ngồi ấy, chân vịt nó tự động nó rơi ra. Thì tất cả các cái chân vịt rời này nó sẽ có một cái chốt ngang thế này. Còn trên cái mỏ của trục chân vịt thì nó sẽ có một cái chỗ lõm này. Mình cho hai cái này trùng nhau. Mình cho hai cái này trùng nhau. Còn một tay mình nâng hạ, cái cần nâng hạ chân vịt xuống. Đấy, như thế là nó tự động nó ngập vào nhau thôi. Rất là dễ dàng. Đấy, dùng thì mình nhớ cắm qua cái cục đổi nguồn và xem kỹ video. Chung là xem chịu khó xem tầm 5-7 phút thì là hiểu được rồi. Xem tới đâu làm tới đó, nếu nhanh quá thì mình dừng lại.